Hello các bạn, ở trong chương đầu tiên này là chương giới thiệu về mạng máy tính thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái nội dung chính như sau Phần đầu tiên là giải thích về cách thức kết nối của các hệ thống mạng và giới thiệu lợi ích của các hệ thống mạng đối với cuộc sống của con người Thứ hai là chúng ta sẽ nói về các cái dạng mạng khác nhau đó là mạng nội bộ, mạng LAN mạng diện rộng mạng quan và mạng internet phần thứ ba là nói về uh, những cái yêu cầu của một hệ thống mạng và phần thứ tư là nói về các xu hướng phát triển của uh, hệ thống mạng Đấy. thì bây giờ đi vào phần đầu tiên là lợi ích của hệ thống mạng uh, đem lại cho con người thì uh, như các bạn nhìn thấy ở trên slide này là nhờ có sự kết nối mạng ví dụ như hình ảnh người đàn ông ở đây Đấy, kết nối mạng 3G, 4G, 5G đúng không ạ? thì có thể đặt vé uh, ngay khi mà ra sân bay mà không cần phải lăn uh, tăn cái việc là phải xếp hàng mua vé. Đấy, rồi là các uh, trẻ em đấy, cũng như là ở cái vùng xa xôi đúng không? thì có thể là tiếp cận với internet để có thể nắm được các cái thông tin của thế giới hiện đại. Đấy. rồi chúng ta thấy rằng là nếu như trước đây thì khi mất điện chúng ta không thể làm việc được nhưng bây giờ kể cả có điện nhưng chúng ta mất kết nối internet đúng không thì cũng sẽ không thể nào làm việc được đó thì như vậy là các bạn thấy rằng là cách đây 20 năm cho đến bây giờ thì con người chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống mạng phụ thuộc vào sự kết nối và chính vì sự kết nối này mà mọi thứ bây giờ diễn ra rất là nhanh và người ta gọi một cái thuật ngữ đó là human network tức là mạng của con người Đấy, dù công nghệ phát triển đến đâu thì nó cũng sinh ra là để phục vụ cho cuộc sống của con người Đấy. thì à, để cụ thể hơn thì hệ thống mạng đã thay đổi cách chúng ta học tập Đấy. À, hiện nay thì các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi với rất nhiều các cái nguồn tài nguyên với các cái bài giảng ở trên youtube rồi học qua Uh, Facebook uh, học nhóm, đấy mà chúng ta cũng có thể không cần phải đến lớp, nó cũng có thể học được. Rồi chúng ta học uh, mạng đã thay thế thay, thay đổi cách thức chúng ta um, làm việc, uh, làm việc cũng mọi lúc mọi nơi cũng không cần phải đến cơ quan uh, miễn là cái hiệu quả công việc nó uh, uh, được hoàn thành là uh, tốt, đó thì cũng nhờ vào cái sự kết nối thông qua các cái phương tiện kết nối đấy. và thay đổi cách chúng ta là uh, giải trí. Đấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thấy rằng là tivi nhiều khi sẽ được cũng không được uh, sử dụng nhiều bằng việc mà chúng ta uh, giải trí ở các cái kênh khác nhau như là YouTube rồi các cái trang mạng xã hội. Đấy, rồi nghe nhạc trực tuyến vân vân. Đó thế là phần đầu tiên thì uh, mình đã giới thiệu với các bạn về những cái lợi ích của uh, một hệ thống mạng. Đấy. phần tiếp theo thì nói về những các cái dạng mạng với các kích cỡ khác nhau chúng ta nhìn thấy ở trên hình ảnh này là mạng uh, ở gia đình này home network rồi mạng văn phòng nhỏ rồi mạng ở những cái tòa nhà và mạng uh, diện rộng đấy thì uh, được sắp xếp theo cái kích cỡ từ nhỏ cho đến lớn đấy, người ta chia làm bốn cái dạng mạng như thế thì ngoài ra thì nếu chúng ta phân chia thành cái vai trò thì chúng ta có là hệ thống mạng À, được phân cấp thành dạng client server tức là những cái máy client là những cái máy mà yêu cầu dịch vụ từ server ví dụ web server là những cái máy chủ mà phục vụ những yêu cầu kết nối web rồi email server đấy, phục vụ cho người dùng khi gửi và nhận email đấy. còn cái dạng à, mô hình thứ hai đó là mô hình mà peer to peer tức là trong này không có máy chủ và máy client mà chỉ có các cái máy ngang hàng nhau đấy. Thì dạng là peer-to-peer, -peer, ví dụ trong một cái mạng LAN để các máy tính trong một cái phòng uh, trong gia đình Thì đấy nó gọi là mạng peer-to-peer